Theo nghiên cứu của giáo sư Jim Heskett và John Kotter của trường đại học Harvard, thì các công ty có văn hóa hiệu quả có kết quả kinh doanh rất cách xa so với công ty có văn hóa kém hiệu quả. Cụ thể, về mức tăng giá cổ phiếu của công ty có văn hóa hiệu quả cao gấp 12 lần so với công ty có văn hóa kém hiệu quả. Về tăng trưởng doanh thu của công ty có văn hóa hiệu quả cao gấp hơn 4 lần so với công ty có văn hóa kém hiệu quả. Và thu nhập ròng của công ty có văn hóa hiệu quả cao gấp 756 lần so với công ty có văn hóa kém hiệu quả. Tại sao lại có sự chênh lệch khủng khiếp như vậy? Làm sao để doanh nghiệp của bạn trở thành doanh nghiệp có văn hóa hiệu quả cao? Đó là lý do chính để các chuyên gia Balance chia sẻ bí quyết nghệ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Khóa tương tác nghệ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp này được trình bày bởi các chuyên gia có khát vọng phát triển con người, phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước, với kinh nghiệm 20 năm quản trị doanh nghiệp và có thành tựu phát triển thành công công cụ chọn nghề hành nghề đầu tiên của Việt Nam. Với học vị tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, các chuyên gia có cùng khát vọng tăng thu nhập người Việt Nam trong top đầu ASEAN. Khóa tương tác nghệ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp này sẽ giúp bạn hiểu rõ gốc rễ xây dựng văn hóa doanh nghiệp thành công, giúp bạn trải nghiệm nghệ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Bạn nắm được giải pháp khi gặp khó khăn và bạn biết cách thực hiện được nghệ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Các khóa học này dành cho các cấp quản lý, người làm nhân sự và giám đốc điều hành. Với hơn 20 năm kinh nghiệm quản trị thực dụng, các chuyên gia Palen luôn xem bạn là trọng tâm của khóa học. Với quan điểm này, bạn sẽ được thưởng thức rõ các nội dung trọng tâm nhất, chất lượng nhất, và đặc biệt bạn sẽ được tương tác trực tiếp với chuyên gia và bạn được tải về quy trình biểu mẫu thực hiện đến thành công trị giá hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Tại sao Balance lại trao bạn bí kíp trị giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng như vậy? Tại sao lại có công ty chuyên tư vấn quản trị doanh nghiệp lại cả gan dám trao công nghệ hành nghề? Sau nhiều trăn trở, cân nhắc, Balance quyết định trao cho bạn những bí quyết kèm theo quy trình biểu mẫu áp dụng cụ thể để bạn trở thành người có thu nhập cao trong top đầu ASEAN. Đó chính là khát vọng, là mục tiêu chính của Balance. Khóa tương tác nghệ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp gồm có 4 nội dung. Tại nội dung thứ nhất, gốc rễ, triết lý của văn hóa doanh nghiệp, bạn sẽ nắm rõ những điều cốt yếu nhất, gốc rễ để trong bất cứ tình huống nào, trong bất cứ quy mô doanh nghiệp như thế nào, thì bạn vẫn phản biện mạnh mẽ, mạch lạc nhất và vững tin tiến lên. Tại nội dung thứ hai, nghệ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp, bạn nhận được bí quyết về kỹ thuật cũng như nghệ thuật trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp một cách khoa học và bài bản. Tại nội dung thứ ba, các thực tiễn có thể xảy ra, bạn hiểu tâm lý con người và biết cách giải quyết sự phản đối từ cấp nhân viên đến cấp quản lý. Và cuối cùng, tổng kết. Tại nội dung này, bạn biết được lời khuyên, công cụ giúp quản trị hiệu quả. Đặc biệt, bạn được tải về quy trình, biểu mẫu thực hiện đến thành công trị giá hàng trăm triệu đồng. Và bây giờ, chúng ta bắt đầu với nội dung tương tác thứ nhất nhé. Ngoài ra, bạn hãy tham gia vào các khóa tương tác chuyên ngành khác, đó là giám đốc nhân sự, chuyên viên tuyển dụng, chuyên viên đào tạo, chuyên viên T&B. Đặc biệt, sau khi rút kinh nghiệm từ tương tác với khóa học, bạn nên trải nghiệm đánh giá năng lực tại bước 3 của công cụ chọn nghề hành nghề đầu tiên của Việt Nam này, nhằm giúp bạn biết mình đang ở mức mấy của năng lực đảm nhận chức vụ. Đồng thời, bạn biết rõ năng lực đó đang có ưu khuyết điểm gì để mà cải thiện kịp thời và là người có thu nhập cao trong top đầu ASEAN. Xin cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn đã trải nghiệm khóa tương tác của công cụ chọn nghề hành nghề đầu tiên của Việt Nam. Để thành công nhanh và bền vững, bạn hãy chia sẻ với chuyên gia tại trang web Bạn Là Triệu Phú.com nhé. Xin cảm ơn bạn.